nói đến bùa chú là nói đến những điều mang sắc thái tâm linh thần bí mà chủ yếu là do những lời đồn đoán ly kỳ được thêu dệt lưu truyền trong dân gian mặc dù chưa ai kiểm chứng được tác dụng của nó tuy nhiên đây vẫn là một mảnh đất màu mỡ cho nhiều đối tượng truyền bá mê tín dị đoan kiếm lời bất chính và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội nhất là vào các thời điểm năm hết tết đến dịch vụ này xem chừng càng nở rộ từ ngàn xưa, bùa chú đã xuất hiện trong đời sống con người trên khắp thế giới. Theo quan niệm dân gian, mục đích ban đầu của các loại bùa chú này là để cầu an, giúp gia đình yên ổn hoặc để trị bệnh, trừ tà, phá bùa, yếm đối. Tuy nhiên, theo thời gian, khi niềm tin vào sức mạnh của bùa chú ăn sâu vào lòng tin của nhiều người, thì cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng yếu tố tâm linh này để trục lợi bất chính và tuyên truyền mê tín dị đoan. Có thể lấy ví dụ trong những năm gần đây, bài tarot không còn xa lạ gì với các bạn trẻ ở Việt Nam và đang trở thành một hình thức mê tín dị đoan cần phải được cảnh báo. Cũng như nhiều loại hình bói toán khác, người đi xem bài tarot thường đi tìm hướng giải quyết cho những điều trăn trở trong cuộc sống, đồng thời cũng mong muốn dự đoán trước tương lai để có lựa chọn phù hợp trong thời điểm hiện tại. Như vậy với hai chức năng chính là tư vấn và tiên tri, người xem bài tarot sẽ dựa vào câu chuyện của người đi xem bói bài để trải bài và đưa ra những góc nhìn mới xung quanh sự thật được cung cấp, đồng thời đưa ra những phán đoán phân tích của bản thân họ. Như vậy, bài Tarot mang tính tư vấn và chỉ dự đoán trong một thời gian ngắn, chứ không đề cập đến số phận của một đời người trong một lời tiên đoán như lá số tử vi. Giá của loại dịch vụ này phụ thuộc vào từng người xem bài, chủ yếu dao động trong khoảng từ 100 đến 200 nghìn một vấn đề, hoặc 400 đến 500 nghìn trong một giờ đồng hồ với số câu hỏi không giới hạn. Đã có không ít những quán cà phê coi dịch vụ này như một hình thức câu khách mới với những chiêu trò khuyến mại, mua đồ uống, xem tarot miễn phí hoặc những quán thêm bài tarot vào các chương trình quảng cáo cho các dịp đặc biệt trong năm. Tất nhiên, người đến uống cà phê và xem bài không thể biết rằng việc quán cà phê hợp tác với những người xem bài sẽ thu lợi theo kiểu quán có thu nhập từ đồ uống, người xem bài hưởng 100% thu nhập từ việc xem bài, hoặc cũng có quán hợp tác với người xem bài theo cách đôi bên cũng có lợi. Chủ quán và người xem bài sẽ hưởng theo tỷ lệ 50-50 hoặc 40-60 tùy theo thỏa thuận giữa đôi bên. Một người xem bài lấy giá trung bình khoảng 250.000 một khách, nhưng với trải bài 12 tháng thì lấy đến 700.000 đồng. Lý giải cho sự giải vọt về giá này, người này cho rằng khách hàng sử dụng dịch vụ này có thể lưu lại hình ảnh trải bài của mình và quay lại bất kỳ thời điểm nào trong năm để hỏi thêm nếu cảm thấy cần thiết. Theo chuyên gia Hoàng Dương Bình thì tuy khác nhau về bản chất và hình thức, nhưng xem bài tarot cũng giống như các phương pháp bói toán theo quan niệm phương Đông. Căn cứ vào những dấu hiệu hiện tại, quá khứ và dự đoán tương lai. Dù chưa ai chứng minh được độ chính xác của các hình thức bói toán, nhưng nhiều người vẫn rất tin và thích xem bói do tò mò về tương lai và muốn dựa dẫm vào một thế lực tâm linh nào đó trong những tình huống khó khăn. Bình thường ngay trong khoa học tâm lý chỉ cần chẩn đoán tính cách, khí chất, năng lực, xu hướng xử sự, sự thì cũng có thể đoán biết được con đường tương lai của người ấy có hạnh phúc không bằng phẳng hay chắc trở. Nhà Phật cũng nói đến các bậc thánh hiền, các bậc cao nhân thông tuệ biết được quá khứ, hiện tại, tương lai và từ đó phổ độ chúng sinh. Chính vì những đức tin ăn sâu vào tiềm thức người Việt như vậy nên việc tin vào bói toán mong muốn biết trước tương lai là chuyện rất bình thường chuyên gia Hoàng Dương Bình chia sẻ With wix, you can create a website.com you can update it and keep... theo chuyên gia thì các thầy bói cũng tận dụng triệt để tâm lý này để câu khách đặc biệt với những thầy bói tâm không hướng thiện thì việc ám thị đánh vào ham muốn và sự nhẹ dạ cả tin của những người thần kinh yếu là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn những hình thức bói toán này có chính xác hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào luật nhân quả, vào cách sống và tu tâm dưỡng tính của mỗi người, không gì là chắc chắn 100% không thay đổi được. Sự thay đổi cuộc sống của chúng ta không đến từ một thế lực tâm linh nào mà từ chính con người chúng ta. Nếu biết được mình sai ở đâu, cần thay đổi điều gì để từ đó sám hối, tu thân tích đức thì chắc chắn sẽ nhẹ nghiệp. Để không xa vào mê tín dị đoan thì tốt nhất là không nên xem bói. Nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì chỉ cần thành thật với bản thân, hướng thiện, sống hài hòa thì tự khắc tiêu giảm cái xấu, cải mệnh. Tương lai chính là kết quả của những gì xảy ra trong hiện tại. Mỗi lần sống đức độ hơn, công chính hơn đều là một lần thay đổi tương lai. Trong thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là mạng xã hội, thì việc kinh doanh mua bán bùa chú online trở nên dễ dàng công khai nhộn nhịp kẻ bán người mua và có thể thấy kinh doanh tâm linh đã tận dụng tối đa mạng internet hình thức chợ mua bán bùa chú online đang đem lại lợi nhuận siêu khủng có thể lấy ví dụ dịch vụ xem bài tarot đã nói ở trên xuất hiện ngày càng nhiều không chỉ ở các khu đô thị lớn các quán cà phê hội trợ nhà sách xem qua mạng mà thậm chí là cả live stream bói bài tarot chỉ cần gõ từ khóa xem bài Tarot lên Google, sẽ có hơn 600.000 kết quả chỉ trong khoảng 0,3 giây, với rất nhiều hình thức, trắc nghiệm Tarot, các khóa học xem bài Tarot, xem bài Tarot miễn phí, các địa chỉ để xem bài Tarot. Mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất hiện nay là Facebook, cũng cho rất nhiều kết quả về các fanpage, quán cà phê hoặc các hội nhóm xem bài Tarot với hàng nghìn lượt thích. Điều này cho thấy việc xem bài tarot đã thật sự trở thành một hình thức kinh doanh phát triển trên mạng. Dạo một vòng các trang mạng xã hội, không khó để tìm thấy những trang bán bùa chú và các vật phẩm tâm linh khác mang màu sắc mê tín dị đoan, có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau như các dân tộc miền núi phía Bắc, Lào, Campuchia, Ấn Độ và nhiều nhất là Thái Lan. Người mua còn có thể tương tác thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để xem bói, thỉnh bùa. Cá biệt hơn nữa còn có cả hình thức livestream bói toán lên đồng được thực hiện một cách liên tục và khá phổ biến trên nhiều trang mạng xã hội. Các sản phẩm này được giao bán công khai với nhiều công dụng như bùa chiêu tài, bùa hộ thân, bùa yêu. Trên Facebook, người ta cũng sẵn sàng quảng cáo các loại bùa cực độc như bùa dành cho gái ngành, bùa cho con giáp thứ 13 hay bùa xin tiền người yêu, xin bao nhiêu cũng cho cùng với những lời lẽ có cánh và sự đảm bảo chắc nịch về độ linh nghiệm của các loại bùa chú này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ với một nhu cầu mà mỗi bếp lại đưa ra một giải pháp khác nhau. Chẳng hạn, thầy A nói nuôi Cung Ban Thong là tốt nhất, thầy B nói thỉnh Phật bịt mắt thì sẽ tọa nguyện, thầy C lại đưa ra bằng chứng là nhiều khách hàng thờ cốc đổi màu và đã thành công. Còn thầy D phán dùng mẹ ngoắc thì tài lộc tự khắc kéo tới. Bên cạnh đó cũng có những loại bùa chú được quảng cáo là trị được bách bệnh, tiền tài, công danh, tình cảm, muốn gì có nấy. Giá của các loại bùa chú này cũng rất vô cùng, vài triệu cũng có mà cả trăm triệu cũng có. Cũng như các thầy bói dọa ma để làm tiền. Những người kinh doanh bùa chú online cũng nắm thóp tâm lý nhẹ dạ cả tin của người thần kinh yếu và tận dụng triệt để sự lo lắng, bất an của những người tìm đến sự trợ giúp tâm linh để được toại nguyện để câu khách. Đặc biệt, những trang bán bùa chú Thái Lan còn nhấn mạnh rằng vật phẩm đó trước khi đến tay người mua sẽ được thầy xem phép truyền từ Thái Lan về và có dấu bưu điện mã vạch đàng hoàng. Tuy nhiên, khi được hỏi về hóa đơn đỏ thì những thầy phép tự xưng này lảng sang chuyện khác chứng tỏ họ hoàn toàn ý thức được sự phi pháp của hành động này, nhưng do lợi nhuận mờ mắt nên vẫn đưa chân làm liều. Việc kinh doanh bùa chú từ trước đến nay luôn được xác định là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, hành nghề, mê tín dị đoan, đã được pháp luật Việt Nam quy định có các mức xử phạt. Việc hành nghề mê tín dị đoan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, người thực hiện các hành vi hành nghề mê tín dị đoan còn phải bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại cho người khác theo quy định của luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Buôn bán bùa chú online cũng là một hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 158-2013-NDCP của Chính phủ. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo nghị định này, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, sóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi. Ngoài ra, người đó còn có thể bị buộc nộp lại ngân sách nhà nước số tiền trục lợi mà có được hoặc trả lại cho người bị lợi dụng. Bên cạnh đó, Điều 320 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cũng có quy định với những người dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đặc biệt, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Làm chết người, thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Lý giải về nguyên nhân tại sao những hành vi kinh doanh không hợp pháp này vẫn tràn lan trên thị trường và chiêu trò lách luật của những người kinh doanh bùa chú online nhiều người cho rằng nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ lợi nhuận không tưởng của hoạt động này. Bên cạnh đó, do nhu cầu người dùng lớn, việc kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nói chung và kinh doanh bùa chú, mê tín dị đoan nói riêng, còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, niềm tin vô hình của con người và sự chi phối của các thế lực tâm linh trong cuộc sống cũng như những điểm bất cập, hạn chế của pháp luật cũng tạo nên kẽ hở cho hoạt động kinh doanh bùa chú online phát triển tràn lan và khó kiểm soát. Thạc sĩ, luật sư Võ Đình Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, để ngăn chặn hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi bất chính, thì cần có nhiều biện pháp hoạt động một cách đồng bộ, nhất quán và xuyên suốt trong một thời gian dài. Thứ nhất, dưới góc độ pháp lý, cần có các quy định chi tiết cụ thể và đủ sức răn đe với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi cá nhân. Thống nhất về thẩm quyền xử lý, phạm vi xử lý cũng như có những điều chỉnh hợp lý đối với các hành vi buôn bán bùa chú online, hành nghề mê tín dị đoan, bói toán online trên mạng xã hội thông qua luật an ninh mạng, qua các quy định về xử phạt đối với các chủ thể nói trên. Thứ hai là tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là ở các vùng xa xôi, các dân tộc thiểu số để hạn chế, và tiến tới chấm dứt việc làm và buôn bán bùa chú thứ ba là đẩy mạnh công tác kiểm soát về văn hóa kiểm soát về nội dung của các trang mạng xã hội có dấu hiệu của việc buôn bán kinh doanh bùa chú online kinh doanh tâm linh thực sự đang tồn tại để phục vụ cho niềm tin vô hình vào các tín ngưỡng cũng như là chỗ nương náu cho tham vọng của con người kinh doanh bùa chú online là một trong những nội dung đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm dưới góc độ xã hội và quan hệ pháp luật, đặc biệt là trước những hậu quả có thể nhìn thấy được của hành vi kinh doanh bổ trú online nói riêng và mê tín dị đoan nói chung. Hiện nay, khi mà hệ thống mạng xã hội và hình thức kinh doanh online ngày càng mở rộng, trong khi pháp luật chưa được điều chỉnh hoặc còn nhiều hạn chế về các quy định áp dụng với loại hình này, thì càng có nhiều cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng yếu tố tín ngưỡng tâm linh để trục lợi. Tuy nhiên, sự vào cuộc của cơ quan chức năng cũng khó có thể ngăn chặn triệt để nạn mua bán bùa ngải khi vẫn có người còn mê muội tin vào sự linh nghiệm của các loại bùa ngải. Vì thế, lời nhắc nhở chung là mỗi người cần xác định bùa ngải không thể đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn ngoài những hậu quả xấu về nhiều mặt mà chúng ta chưa lường hết được. Không có cái gọi là phép màu từ bùa ngải mà chính sự nỗ lực phấn đấu tích cực của bản thân mới là điều sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi